Los. 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 Thôi. Mày đi về nhà mày tập đi, mày ra quán mày tập. Trời, anh hai kỳ quá à. Mình tập ở nhà rồi thì mình tới quán mình tập thêm. Tập là phải tập liên tục, không để cơ nó nghỉ nữa. Thôi thôi đi. Làm gì mắc gì dạo này chăm chỉ tập thể dục á. Mà đặt đăng ký tập mình tí nữa. Ủa thì sao? Thì dạo này em cảm thấy cái người em, cái body của em không ổn. Bụng tôi nó phình lên thì bây giờ tôi đi tập thôi. Làm gì căng? Đi về nhà tập đi. Đã quá muốn khách định ngủ một xíu không yên với mày nữa, tao nói thiệt. Làm gì không yên? Mình tập là mình phải tạo ra tiếng động, mình phải tạo ra âm thanh, mình phải động được. Nữa, còn cái gì nữa? Em xin lỗi. Cái gì vậy? Em có chuyện rồi. Mày đi lừa nữa hay thằng nào đá mày rồi? Ê, anh em tôi giúp mày nhiều vụ lắm mày nha, không ở không đâu nha. Không phải đâu. Đợt này á, là em bị cái thằng BT bên phòng gym nó lừa em. Thất hồn. Sao? Kể nghe coi. Rồi, em tập cái bài squat nè. Em mở chân rộng ra xíu nè. Đúng rồi. Hưởng ngực lên nè. Đúng rồi. Rồi, em chồm người tới xíu. Rồi. Rồi, em để cái tay lên. Rồi. Dùng lực đạp lên nè. Rồi, 2, 3. Đúng rồi. Rồi, thêm cái nữa nè. Đúng rồi. Rồi, rồi. Lên cái nữa. Rồi, thêm cái nữa nè. Rồi, đúng rồi. Sao vậy? À, thôi, mình tập hôm nay vậy thôi ha. À, có gì về nhà em chụp cho anh cái hình toàn thân nha. Đồ bơi. Để có gì anh coi ha. Nhưng mà em không có đồ bơi. Không có đồ bơi hả? Vậy à, em chụp bikini cũng được. Bikini? Ừ. Tại sao phải mặc đồ bikini chụp? Thì em chụp để anh coi á, sau này á, qua tháng sau anh còn coi body của mình á, so sánh để coi có tăng cân hay giảm cân nữa. Nhưng mà em không có đồ bikini gì hết á, em cũng không biết chụp mấy cái đó. Không có vậy á. Đồ lót. Anh làm cái gì vậy? Tôi không nghĩ là con người anh như vậy luôn á. Tôi nói cho anh biết nha, tôi sẽ báo cáo anh lên trung tâm. Cái loại người như anh là biến thái á, chứ dạy người ta cái gì. Có chân cơ mà báo cáo. Mày ngon mày đi báo cáo đi. Tao sợ mày hả? Đi. Anh. Trời má thằng này. Em qua bển em tưới nữa hả? Khoan đã, nghe em nói nè. Ý là em lỡ đóng tiền cả năm trời rồi, mà bây giờ em đòi là không có được. Mà nếu mà bây giờ em đòi tiền á, thì em sợ nó làm cái gì em. Để đó, để đó, để đó. Anh với anh hai em lo chợ đi, hai em qua bển đập luôn à. Thôi. Tôi túi nữa. Mệt mày quá, bởi vậy thiệt mày hữu dũng vô mưu. Mình phải dùng cái đầu, hiểu không? Dùng cái đầu là sao giờ, đưa đầu cho nó quýnh hay gì? Sao vậy biết sao? À, đây máy tập lưng xô. À, nãy giờ anh em mình tham quan vòng rồi. Không biết giờ tụi anh đăng ký gói một tháng hay là một năm ha? Trời ơi, cái gì một tháng, một năm, ba năm. Tập đường dài thôi. Rồi, vậy để em vô em lấy hợp đồng ra, mình làm hợp đồng luôn nha. À anh, ở đây là tập là mình phải chụp gửi BT hàng ngày, chụp hình nữa. Đúng rồi anh, mình phải chụp để có gì còn theo dõi. Vậy không mấy giờ nghe nói là có chụp mà mặc bikini rồi đúng không? Tại vì đồ lót của em hơi nhiều màu á. À, màu hồng, màu trắng, màu xanh, màu đỏ đồ này nọ. Mấy giờ mình vô mình làm liền đi, mình chụp tấm hình để mình theo dõi luôn. Trời ơi, anh giỡn ngoài ở trần chụp em coi cái là để về bữa em so sánh hả? Ôi, làm BT nè, chắc quá, cái này chắc dài lắm á. Dài á. Ừ, ngực này nọ cơ lực. Thôi anh, để em vô trong em lấy hợp đồng nha. Nhớ nhớ quay lại gia đình để tụi anh đợi lâu. Trời, đẹp dữ hả? Ai gũ gì? Alo. Anh Tý hả? Dạ. An nè. Sao bữa giờ hẹn giúp tập tụi anh mà sao bữa giờ đóng tiêu vậy? Ôi sao rồi anh có số tôi vậy? Trời, tụi anh hỏi trung tâm á. Mà em là BT tụi anh mà. Ôi, không những vậy nha. Tụi em cũng biết nhà của em luôn á. Đừng chịu cười nè. Trời má ơi. Thôi mấy anh đi về đi. Ở đây tụi báo màn đó nha. Yên tâm, tụi anh không có sợ vô hiện vật đâu. Mở cửa ra cho vô chút xíu đi. Xin bàn cái được rồi nhớ mà. Hai thằng này nó bị khùng gì trời, biến thái ta.
Trời ơi em trai, trời ơi làm đứng chợ mãi lâu quá. Ê mấy ông làm gì là tôi báo ngang nha. Làm gì đâu, ê. Tôi nói gọi vô nhìn mặt chút xíu nhớ quá. Vô đây em bé. Ủa, là con hả? Nghe nói mày sầm sỡ nhỏ em tao đúng không? Đâu, đâu có, anh hiểu lầm chứ. Em làm gì dám làm chói này không? Thấy chói không? Chói không? Hiểu lầm hả? Anh này. Nhìn đi, đây là cái gì? Biểu đọc chữ không? Không biết đọc chữ hả? Tao đọc cho nghe. Cái gì? Em có thể gửi hình em đang tắm cho anh được không? Ê. Ê. Quấy rối á là bị phạt từ... Thẳng. Bị phạt từ 10 tới 20 triệu rồi mày. À, mấy anh ơi, thông cảm cho em đi. Lương tụi em tháng cũng có 4-5 triệu rồi. Bị chạy danh số quá trời luôn. Ngày em mười mấy số. Phải tìm mọi cách để chạy danh số. Em bị ép á, nên em mới làm vậy. Em chứ em đâu có dám làm thiệt mấy cái này chứ. Ở tù chết. Thiệt không? Thiệt, em thề luôn. Em nói láo là trời đánh em luôn. Nè, tao nói mày nghe nè. Nếu như làm được á thì làm, nhận ít thục duyên thôi. Làm được nhiều ăn bao nhiêu. Mày đừng có chơi mấy cái trò này. Mày biết quấy rối như vậy là phạt nặng lắm hay không hả? Dạ biết. Con gái người ta đẻ ra để cho tụi mày ghẹo chọc vậy hả? Bây giờ sao? Chị ơi, thôi em lấy tiền túi của em ra gửi lại chị. Mày đừng thưa công an tụi nghiệp em. Em lần đầu. Không biết chuyện này á, ý em tính sao em tính. Bây giờ anh trả tiền cho tôi, chuyện này coi như là xong. Lần sau á, tôi còn biết anh dùng mấy cái trò biến thái đó để lừa gạt người khác nữa. Thì là ba anh em tụi tao cho mày khỏi tập thể hình luôn. Cho mày đi chấn thương chỉnh hình. Ê nghe vần quá. Nhưng mà chuyện này chưa xong đâu. Tao tịch thu cái vụ của mày. Sao vậy anh? Tại nó giống cái màu áo của tao. Cái gì? Em tặng anh luôn á. Ừ. Dù dễ thương ha. Ê cái lớn màu áo. Ừ, hợp với quần ý luôn nè. Ôi, làm PT nè, chắc quá, cái này chắc dài lắm á.